bác ba phi trấn thành vừa mới xuất hiện chỉ vài giây trong đoạn trailer phim đất rừng phương nam đã gây xôn xao dư luận công chúng hết sức quan tâm bởi lẽ trấn thành là một người rất nổi tiếng anh đã sản xuất nhiều bộ phim thành công và cũng là đối tượng của nhiều anti fan của những người ủng hộ bà nguyễn phương hằng không thích anh đó cũng là chuyện bình thường thứ hai nữa một lý do quan trọng hơn nhân vật bác ba phi đã đóng đinh vào tâm trí của người miền nam liệu anh trấn thành có hoàn thành một gia diễn nếu thành công là để đời của mình hay không theo báo tuổi trẻ thì đồ ra lời quá ngắn chưa nói lên điều gì cả nhưng mà khán giả thì <laughs> theo báo tuổi trẻ thì khán giả chơi cái hàm râu của ông Ba Phi do Trấn Thành à, tạo hình. Rồi sau khi đất trường phương Nam tung trả lời chính thức vào ngày 22 tháng 9, tạo hình của Trấn Thành à, trong giai bắt Ba Phi bị nhiều khán giả chê. Phía dưới bài đăng trên fanpage chính của phim, hàng loạt bình luận về Trấn Thành xuất hiện như Râu bắt Ba Phi làm khéo ghê, dòm là biết giả liền. À, bắt Ba Phi giống bố già đi đóng phim, tạo hình mặt bắt Ba Phi ngộ quá trời, nhìn kỳ kỳ kiểu như không có tới. Ngoài Trấn Thành, Huy còn nhận nhiều lời bình luận liên quan đến bối cảnh, lời thoại. Khán giả Trung Nguyễn Nó bối cảnh giống ở Trung Hoa, chứ không ra chất miền Tây sông nước. Trong này thì tôi thấy nó đúng đúng, cái quán rượu gì đó, tụ quán nó giống như là tụ quán của mẫu già dạ Tôn Nhị Nương trong Thủy Hữu, chứ không phải là một cái quán rượu, rượu miền Nam thời mở cõi. Ông miền Nam hồi đó không phải vậy thưa các anh chị. Bên cạnh ý kiến trái chiều, nhiều người hâm mộ công nhận nỗ lực của đoàn làm phim, họ hy vọng mọi người có cái nhìn khách quan, những hình ảnh đầu tiên không đủ để đánh giá chất lượng toàn bộ. Ngoài ra tác phẩm cũng cho thấy nhiều điểm mạnh như cảnh quay tung dinh cảnh sắc Việt Nam hay cách thể hiện bài đất phương Nam, bài ca đất phương Nam. Nhạc phim bản truyền hình năm 1997 đã chạm tới trái tim người nghe. À, tuy nhiên chúng ta cũng hãy lắng nghe tiếp tục những dư luận khen chê như thế nào. Rồi chúng tôi sẽ nêu ý kiến của chúng tôi và rất mong nhận được ý kiến của các anh chị. Bởi lẽ cả hai nhân vật, ông Trấn Thành đời thực và ông Bắc Ba Phi trong quyền hoặc cũng đều thú vị như nhau. Tác giả Nguyễn Gia Việt là một người rất am hiểu, Có như là một người gia đình miền Nam học, gia đình thành thống chí trên mạng và miền Nam học đã có ý kiến như thế này à, Tôi xin uh, tóm lược nguyên bản Để bảo đảm tính nguyên bản Và tinh thần của tác giả này Nếu lời lẽ nó có gì đó Nó uh, nặng nề hay nhẹ nhàng Xin các anh chị niệm tình tha thứ Bà con thông cảm cho Cái thằng làm quá trang Tại vì cái face này Khó quá trang bắt phi lắm Con mắt ti hí, cái lỗ mũi thì quá rộng Môi hơi trề nữa Da mặt căng cứng như ngọc trinh dán râu sao cho hợp người tàu họ sợ những người mũ ngo đó là xui xẻo nhưng râu tóc lông cũng phải nhìn cho đặng không thì cũng ớn lắm lông nách nhiều cũng không đặn hai nách những lông sòm sòm chồng yêu chồng bảo mỗi tơ hồng trời cho đêm ngủ thì gái o o chồng yêu chồng bảo lái đò cầm kênh nhiều thằng để mấy cọng lông miệng nhìn ngán chà đậu nó nhục nhột, nhột như ghẻ ngứa nên mới có câu để râu phải để cho phong đừng để mấy cộng giống lông đàn bà bác ba phi là vai được số nhiều nhất nhưng mắt bác khí láo liên ánh mắt dân dáng miệng bác hơi trề, nên tém cảm xúc không ngon miệng anh là chuyên giả gái chuyên hài xúc xỉa đâm chọt thọt đòn sóc vì anh thiếu cái nhân hậu hề hà bụng để ngoài da của người miền nam rồi giọng bình thường là ba phần men bảy phần máy máy nên hét lớn lên đất trời ông bà thì phải ém hơi dẫn khí đang điền gồng lên cho ra giọng cái đồng giọng đàn ông gồng hơi dẫn khí thả chữ từ miệng có khi khí nó thoát ra ở dưới kêu chứ không phải chơi bắt ba phi y như bắt ba gồng bắt ba kiểu này sáng ra chợ mở hàng có chừng bị tán xéo quay hàm bắt ba gâu phải cho men đừng dán tầm bậy giống quèn thùy linh thưa anh chị có lẽ tác giả nguyễn gia việt đặt kỳ vọng quá lớn vào nhân vật quyền thoại Bắc Bắc Phi nên có những lời lẽ khá nặng nề như vậy và chúng ta thấy rằng điện ảnh là không phải bắt buộc phải bê nguyên mẫu vào đời thực đời thực vào phim tuy nhiên nó cũng mang tính điện hình và yêu cầu của khán giả rất cao đối với nhân vật Bắc Bắc Phi này là đúng rồi còn anh Trấn Thành một đoàn trailer chưa thể hiện được nhiều gì đâu chúng ta hy vọng khi xem toàn bộ phim sẽ thấy cách anh Trấn Thành tủ gian bắt bắt ba phi này như thế nào? Có khi nó lại thành công rực rỡ thì như thế nào? Cũng có những ý kiến bên vực rắn thành và đoàn làm phim, đó là ý kiến nhà báo Tiểu Vũ. Nhà báo Tiểu Vũ là một nhà báo của báo một thế giới và rất am hiểu về văn hóa giải trí. Không nghi ngờ gì về tính chuyên nghiệp của anh trên lĩnh vực này. Tiểu Vũ viết như sau: Chẳng lẽ ông Nguyễn Vinh Sơn tạo ra bắt ba phi trong phim truyền hình đất phương nam là buộc các nhà làm phim sao phần này phải tạo ra bắt ba phi giống hệt như vậy nếu như vậy thì còn gì là sáng tạo nữa còn gì để coi nữa và cần gì phải đầu tư để làm mới một câu chuyện của nhà văn đoàn giỏi một lần nữa nghệ thuật là không có giới hạn nếu dừng lại và đóng vào một cái khung nhất định thì không phải là nghệ thuật mà đó là sự sao chép tôi thấy mọi người chơi hình tượng Bắc ba phi trong phim điện ảnh đất rừng phương nam là hơi vội bởi các lý do sau đây Bắc Ba Phi chỉ xuất hiện vài giây trong đoạn trailer được tung ra tối 22 tháng 9. Thì sao có thể nhận xét hết được những gì Bắt Ba Phi thể hiện trong cả bộ phim dài đến 120 phút. Phim chưa công chiếu. Lấy cơ sở gì để nói diễn viên đóng Bắc Ba Phi không giống. Hình ảnh lướt qua 24 khung hình trên một giây rồi chụp hình trong khoảng khắc biểu cảm đó để chơi là chưa thuyết phục. Thật ra bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào kể cả, cả phim thắng giải Oscar cũng bị khen chê là điều bình hết sức bình thường khen cho là quyền của khán giả. Tuy nhiên trong trường hợp chơi bắt phi thì có cái gì đó chưa ổn lắm vì ngoài độ trailer hai phút mấy thì mãi đến 20 tháng 10 phim mới công chiếu. Và cuối cùng mọi người cần nhớ rằng người làm cố vấn cho đoàn làm phim Đất rừng phương Nam bản điện ảnh chính là đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Ông là cha đẻ ra hình tượng bắt phi trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Đất phương Nam ra mắt năm 1997. Tôi bảo đảm thế hệ chúng ta không thấy ai thấy bắt ba phi ngoài đời thật như thế nào ngoài hình tượng bắt ba phi do Mặt can thủ vai trong phim Đất Phương Nam do đạo diễn Vinh Sơn xây dựng nên hồi năm 1997. À, thưa các anh chị, ý kiến nhà báo Tiểu Vũ cũng đáng quan tâm. Anh là Tiểu Vũ cho rằng không nhất thiết người ra đã làm hình tượng bắt ba phi như thế nào thì phim trước như vậy thì phim sau phải làm y như vậy. Và thứ hai nhà báo Tiểu Vũ cho rằng chưa ai thấy ông ba phi ngoài đời thật cả thấy ông mặc cang thôi mà ông mặc cang không phải là ông Ba Phi. Cho nên tại sao lại nói ông Trấn Thành làm phim mà không giống ông Ba Phi, ông bắt Ba Phi. À thưa anh chị à, à, thật ra tôi muốn nói với nhà báo tiểu vũ như thế này, à, bắt Ba Phi là một nhân vật không có thật và cũng được gắn ghép vào một vài người để cho nó là thật hơn, nhưng à, hình tượng bắt Ba Phi tính cách của ông như thế nào? nó đã được đóng đinh vào tâm trí người miền Nam. À, đó là người nông dân. Ừ. Có thể nói là trong một dáng vẻ rặt nông dân, rắn rỗi, hiền lành. Không có một vẻ gì đó khôi hài bên ngoài hết cả. Chúng ta nên nhớ ông Ba Phi không phải là diễn viên hai, không phải là nhân vật hai. Ông là một người ba đĩa, nói theo giọng miền Nam. Ba đĩa tức là kể chuyện. Và nói dốc nhưng mà y như là thật và làm cho người ta à, tin vào câu chuyện đó và từ chỗ tin vào câu chuyện đó người ta rơi vào những tình thế dở khóc dở cười cho chính bản thân người ta để ông ba phi là như vậy và do ông ba phi là người như vậy cho nên à, cho nên đây là mảnh đất sáng tạo và thử thách khả năng của các nhà biên kịch khả năng tạo hình của đạo diễn và khả năng của diễn viên thủ dài bắc ba phi bắc ba phi sẽ như thế nào đây à, tất nhiên diễn viên không phụ thuộc hoàn toàn vào nhân vật ngoài đời thực kể cả nhân vật đó có thật người thật như thật đi nữa có tiểu sử có hình ảnh và vẫn còn sống đi nữa thì diễn viên không buộc phải thể hiện giống y như ngoài đời thực mà được quyền sáng tạo và sự sáng tạo đó sẽ làm rõ hơn là tính cách của nhân vật còn nếu sự sáng tạo đó, việc thủ dài đó, nó tệ hại, làm xấu đi hoặc là làm cho người ta không nhìn ra nhân vật đó. Thì đó là một kết quả thất bại. Và chúng ta cũng chưa biết rằng anh Quỳnh, anh Trấn Thành sẽ diễn dài bắt ba phi như thế nào. Mà tất cả chỉ là một vài bay, vài, vài giây thoáng qua trong trailer thôi. Và tạo cho khán giả nhiều cảm giác khác nhau. Người thì nói anh Trấn Thành không giống ông, ông Ba Phi trong trí tưởng tượng của người ta đấy thế thôi còn ờ, nhiều người lại nói là có ai thấy ông ba phi bao giờ đâu mà nói trắng thành là đóng không giống thưa ông ba phi không có thật trên đời này hoặc là lắp ghép rất nhiều nhân vật với nhau nhiều người cho rằng ông ba phi là nguyên mẫu ông ba phi là nghệ nhân nguyễn long phi là một nông dân tại huyện đầm dơi tỉnh cà mau vốn có khiếu kể chuyện phong phú đặc sắc nhiều người yêu thích tuy nhiên chúng tôi đã làm một số chuyên đề về folklore, dân học dân gian và đi thực địa ở nhiều nơi ở cà mau bạc liêu dân dân và dân dân thì nhân vật bắc ba phi không phải là một người thật sự thật ông này mà là rất nhiều người đó là tính cách của nam bộ và chúng ta thấy rằng một làng xã ngày xưa mỗi làng mỗi xã đều thường có một nhân vật nói dốc nói đĩa nói như thật và nói vô hại không làm hại ai hết nhưng tạo những tình huống giữa khóc giữa cười cho người khác đó là bắt và phi do đó đây là thử thách cho cả đạo diễn và cả cho anh, anh trấn thành chúng ta chờ xem coi bắt hoa phi uh, trong phim đất rừng phương nam mới này sẽ như thế nào Mà xin cảm ơn các anh chị rất nhiều